Kính chào quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh Yêu Hoa Lan của mình nha. Thì hiện tại mình đang có mặt tại tỉnh Long An để tham gia hội thi nét đẹp Hoa Lan mở rộng được tổ chức lần thứ nhất vào ngày 15-16 năm 2022 do Hội Sinh vật cảnh tỉnh Long An tổ chức nha các bạn. Thì hôm nay có rất nhiều nghệ nhân trong lĩnh vực cây cảnh và bonsai có mặt tại thành phố Long An để tham gia hội thi. Bên cạnh đó cũng là nơi giao lưu học hỏi và trao dồi thêm kinh nghiệm vô cùng quý báu của các nghệ nhân bên lĩnh vực bonsai cây cảnh nha các bạn. Đầu tiên khi bước vào khuôn viên của hội thi là khu trưng bày và triển lãm bonsai nha các bạn. Thì ở đây có những cây bonsai rất là hoành tráng và rất là đẹp. Những tác phẩm bonsai được lên chậu rất là kỳ công và được uốn nặng rất là tinh tế dưới bàn tay của những nghệ nhân. Thì khu trưng bày và triển lãm bonsai cũng khá là rộng và thu hút được rất là nhiều cô chú và anh chị em tham gia nha các bạn. Và hôm nay tâm điểm của hội thi là khu trưng bày và triển lãm hoa lan nha các bạn, nơi mà nét đẹp của loài hoa lan được thỏa sức phô diễn. Thì theo quan điểm của mình, tuy là hội thi nét đẹp hoa lan tỉnh Long An chỉ mới tổ chức lần thứ nhất nhưng được anh chị trong ban tổ chức chuẩn bị hết sức là chu đáo từ khâu trang trí, trưng bày, chấm thi và đón tiếp các nghệ nhân nha các bạn. Thì sau đây mình cũng xin mời quý cô chú anh chị và các bạn mình cùng chiêm ngưỡng lại những tác phẩm đang có mặt tại hội thi nét đẹp hoa lan được tổ chức lần thứ nhất tại Long An. Thì do những tác phẩm hoa lan hôm nay đến dự thi cũng khá là nhiều và những nghệ nhân và những anh em yêu thích hoa lan đến cũng khá là đông, nên video của mình cũng không quay được hết những tác phẩm hoa lan đẹp và hết những cái khuôn viên của ngày hội nha các bạn. Thì mong các bạn cũng thông cảm cho mình nha. Và cuối cùng xin cảm ơn các bạn đã xem video và đừng quên ủng hộ kênh bằng một lượt đăng ký để kênh ngày càng hoàn thiện hơn nha các bạn.